Đấy, bà chủ đang đếm tiền đây. Đấy. Khách mua hàng đây. Khách mua hàng đây. Hôm nay anh em đi bắt rúi. Đã phát trực tiếp á? Chưa. Trực tiếp cho có mạng phát chứ. Hôm nay anh em đi bắt rúi của trại rúi Phong Hà, thanh niên 9X. Nuôi rúi làm giàu cái này. Ô, mía này phải gọt sạch à? Phải lau sạch không em? À. Dùng dao ra không phải dùng rẻ à? Đâu đâu đâu, cho nó vào đây xem nào. Ôi giời. Đẹp nhá. Con này được gần 2 cân đấy. Rồi đấy, Phát thấy cắt lỗ ở nhà thấy cắt bé chưa? Hơi bé nhỉ. Nãy nãy vào vào xem chùm rúi của Phát cắt hơi bé. Đôi này ấy nhau chưa? Đôi này có tơ thôi, con này còn non, nó ác lắm, nó chịu con đực này, con này không chịu Nó con đực lại nào không. hết. Về chắc đến giờ đi rồi, chắc được 10 tháng rồi con này. Đấy này, những cái góc này này, những cái góc lỗ này muốn tròn mình cầm cái máy mài ấy, mình cầm mình đưa đưa với nó tròn xe. Đằng nào mình cũng có máy cắt đây. Em cũng có mà, em có máy Ừ, xương đấy. thì mình đưa cái nó tròn Thế xe, không em cần phải là không cần khoan cái đâu này, mà. nó đỡ 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 mới tốn cái dùng cái À, cái này là chuẩn bị lên khung chuồng bê tông hết à? Bê tông đổ được bê tông thì nó mát hơn. đây em làm cái kiểu này Đang đổ tấm đây, đan bê có con tông. chuột đấy, chuột có mấy con em bẫy để bẫy bẫy chuột đấy, bẫy bẫy rắn đấy, đấy bên kia là được gần chục con nuôi nuôi xuống cả nó không chuột lên à? đâu, mà Nó cả chuột. không cho ngô xuống nó tự lên, mà nó tự xuống thì không lên được. Ba con thôi. Đấy, cái này làm bẫy chuồng nhát cũng Đây được. là tối làm bữa Ê, rồi. không, cái này là mình lấy đi bẫy bẫy rắn này, chuột này đấy, bên này đóng này, À, chuột chục này đem con đi này bẫy rắn được. đấy, lấy đi bẫy rắn hổ mang mang bạch mang chuối này đấy. Nhỉ. Chứ xuống không lên được mà, loại xuống chịu chết không lên được. Cứ cho ngồi xuống đây có bao nhiêu con nó xuống hết. Chuột này mới đang là loại vừa tầm chuột để đi bẫy rắn đây này. Ngoài kia mình có mấy cái lồng kia bỏ hết trước lại mua. Mua mất mấy trăm nghìn tiền là lưới về không bẫy được con nào. Em thích để nó thế này chứ, còn cái loại béo là nó vẫn phải như mấy con trên kia quá. Người, người béo này nó Thế này bình thường nó không phải béo, được thì béo được. nhưng mà bây giờ nuôi sinh sản là mình nên để nó béo hay để nó vừa vừa, có cần hãm không? Đây tầm như con này, đây thì tầm mẫu mẫu như con này này. Tức là nuôi rúi mà nuôi nuôi Mẫu sinh như con này sản là đẹp. đấy. Đấy, mẫu như con này là đẹp. À, tức là như như tầm này thì không nên nuôi béo quá đúng không? Ở những Béo nó vẫn lên gần 2 cân đấy. Nếu mà nuôi thương phẩm thì mình mới mới cần Béo quá cho nó đeo lấy. à Béo quá nó mỡ nó đeo lấy đâu. tức là nếu nuôi Nó thương vừa phẩm mà vừa. nuôi béo quá nhiều mỡ thì nhà hàng người ta cũng không lấy đúng không? Nó phải Nó bình phải vừa thường. vừa. Đây như con này vừa tầm đẻ được 3 con rất đẹp nhé, rất đẹp luôn. Con này Đâu con này ngon còn đáng để cái kia. Để xem. Đáng để đi căng nó một cái rồi. Đây hàng bé này. Như này chưa cần phải cắt răng đâu phải không? Nó bị tua nó nhỏ mày tua mình có gì có nữa nữa. Nhưng mà cái này về thì cho ăn cái gì trước, như của chú sáng nhà chú cho ăn cái gì? Bây giờ chưa chăn đấy. Đâu nhưng mà hỏi để về chăn theo mà. Sáng mía ngô chiều chăn tre. À, sáng mía ngô chiều chăn tre thì Mía nó ăn được hết mấy ngày. À, mía hoặc ngô thôi chứ không phải là cả hai loại mía với cái ngô đâu phải không? đây con tu đấy. Chiều tre không Không phải ngồi cho tre. Cứ bữa tối là tre. Có chăn cỏ voi không? Không. Không chăn cỏ Không voi chăn đâu. được. Chăn cỏ voi hay chăn nó bà thế. Má mì đấy chăn hay chăn đó. Thế Phát đầu khi đôi rồi đấy. Anh quan trọng là phải chia sẻ cho anh cái kinh nghiệm là đúng là nuôi gì và anh nuôi Đúng cái theo. về nó cứ dần dần nó biết hết cái gì không biết gì alo. Không bị làm sao anh phải alo ấy. Em để ra 3 ngày đổi cho em nhé, nhiều khi À, cũng không bảo đổi hành đâu. 3 ngày à? Bảo hành 3 ngày không ăn đổi em. Phân về phân không ok các kiểu. Đúng rồi, sáng
ăn chè được không? Chè anh cho ăn thoải mái được không? Chè anh cho ăn thoải mái cả ngày được không? Chè thoải mái. Bởi vì mình nuôi ít này thì chè cho nó đủ gặm cả ngày đi, xong là mình thêm mía hoặc ngô vào. Còn nên tập bế nhiều vào. Nhưng mà cái to kia, mấy con to kia bế quen chưa? Không. Con nhỏ này về mình luyện được. Đây là hàng rúi giống các bạn nhá. Rúi này là hàng rúi mới tách mẹ này. Anh em đang đến để bắt rúi đem về nuôi đây các bạn nhé. Các bạn tham khảo những mô hình chăn nuôi con rúi này là cái về cái nguồn thức ăn này là không phải chi phí cao đâu, chi phí rất thấp. Chỉ ăn tre này. Ăn tre, ăn mía, ăn ngô. Các loại thức ăn rất rẻ luôn. Ấy là nó trèo nhá, này con này nó trèo này. Đấy. Nó lại vừa chui ra đây này anh. À, em vừa bắt chui chui tí buộc nó vào. Hiếu động hơn chú Dục Quốc. Cái này thì các bạn đi bắt rúi thì nên đến tận trại bắt thì là chắc chắn hơn, xem tận mắt để xem bao nhiêu con cái, bao nhiêu con đực. Chứ còn nhiều lúc là cứ tin tưởng nhau mà nhờ gửi xe đến tận nơi là nhiều lúc rúi không theo ý muốn thì lúc kia lại không hài lòng hay thế nọ thế kia, nó khó. Giỏi lắm. Ôi tèo, thế là xong, chuẩn bị có mồi nhậu rồi anh em ơi này. Đấy. À nhưng mà không phải đâu em ấy, em lừa thôi. Chín lợn gần một cân rồi, ý tiểu một cân rồi. Gần một cân rồi. Chiêu thiêu một tí hoa hoa. Một cân là bế được. Chiêu dưới một đôi. Đập đây luôn chứ. Này, rúi nuôi nó trên này nó mới sướng. Đấy, rúi nuôi. Ngày giờ nó đớp cho nát tay rồi. Đây là rúi nhà, rúi thuần nhá. Không phải là... cái lồng này vào một cái... Không phải là rúi ấy đâu. Không phải rúi rừng đâu. Rúi rừng cả lâu mới sờ được. Cho nó một khúc mía. Đây, sắp dưới chân này. Cái chưa để bao giờ nhìn tí tất tí. Nó đỏ này, sắp để. Con này chữa rồi này, nhìn vú nó khác này, nhìn đấy, mấy bác về cứ để ý này. Nhìn chấm vú đi. Ở đây, đây là rúi có chữa rồi này. Đấy, rúi có chữa là cái vú nó đỏ, nó to ra. Nhìn thích chưa? Đấy, rúi thuần nhá, rất hiền thao của bế. Nhưng mà đây... Cho lòng luôn chứ. Mình đi đường xa mới lo, đi đường gần cũng không đáng ngại lắm đâu. Với lại... Con rưỡi nó đẻ rồi. Anh khắc ký hiệu về anh chọn với nhau. Dạ, biết. Ui, nhưng mà lấy mía anh chặt lên hả? Cầm mấy cái thép với lại ít mía không đây đấy. Để cứ nhốt vào không được thì nhốt chung là về đến nhà phát là chuyển lồng sau chứ. Đoạn này. Không được không? 8-9 lạng loại triệu 3 một đôi này. Ôi từ từ để dập mấy cái này xuống không có chọc vỡ mồm nó này. Không có lồng nữa thì bắt 8 con rồi. Cho lên lồng kia. Lồng trên kia nhốt tạm xong là về. Về đến nhà của Phát thì lại chuyển lồng cho cái gì. Yeah.
muốn nó theo ý ấy, thì lại phải bóp vào cái này giữ im. Đấy, giữ im thì mình xuống mình lên, nó lên. Đấy, đặt nhẹ lên. Uống giá đây đâu. À, lấy lọc này. Lòng đâu nhỉ? Lòng chưa mang lên à? Lên cho miếng vào. Sáu con đấy à? Đấy, bà chủ đang đếm tiền đây. Đấy. Khách mua hàng đây. Khách mua hàng đây. Hôm nay anh em đến mua hàng. Phát này, anh Tám này, anh Tám thì ở con Tiến đấy, ngã hai này. Anh Phát thì ở Tân Thành này. Anh trai con Bác này. Đấy. Đây, rúi đây. Rúi đây. Một số cho lên xe rồi. À, lần này bây giờ không bán nữa anh em nhá, để bây giờ đến vụ ngô rồi không bán nữa nhá, bán cho hai anh này về nuôi. Chủ trại bán xong lô này là không bán nữa. Bây giờ đến mùa ngô rồi. Đến mùa ngô. Nhá, không bán nữa anh em nhá. Cho lên ghế ngồi á. Ừ, cho lên ghế ngồi với đằng trước thoải mái anh lót rồi. Anh cho lên ghế luôn đi. Không, của anh cho đằng sau cũng được. Của anh lồng to cho đằng sau này. Cái đấy xếp chồng lên, cái này để anh xếp hàng vào trong, từ từ đã bác Tám này. Cái này em cho lộc này. Đây là lộc này, lộc về đây để nuôi làm ăn tốt này, làm ăn cho may mắn này. Đây là chủ trại hồi lộc chưa? Cái này cho vào đây. Đấy. Cho vào đây, cho lên đằng kia. Cái này hồi lộc này. Hôm nay đi bắt rúi này anh em này. Đây nhá, rúi rất đẹp này. Đấy. Xếp vào bên trong này để còn xếp tiếp. Hai ba con á. Đấy, cái kia cứ để đấy. Thích chăn tốt thì phải cho nó nhiều. Nhưng mà chăn thế nào cho nó đây? Con này được cứ tầm tầm như mẫu, như con này là vừa. Ừ, để sai là được. À, đây cũng vua rúi à? À, đây cũng vua rúi. Chào nhá. Tên là gì để hôm nào vào giao lưu? Luân phải không? Luân. Phó giám đốc của em. Phó giám đốc à? Đây nhá, hôm nay bánh xe đi bắt rúi các bạn nhá. Không có chở khách đâu. Chở toàn rúi này. Đấy. Đây là rúi bé. Đây là 9X đây. Đây anh Phát đây. Đây là hai trợ lý tương lai. Đây là hai phó giám đốc tương lai. Bác Củ này đấy, hai trợ lý tương lai ở đây. Thế anh em nhá. Được chưa? Đây nhá. Rồi. Cảm ơn anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Nhớ bấm like và comment đăng ký ủng hộ nhá. Quay một tí lên cũng được mà. Che này ăn mới ngon này. Cái này nó chắc thịt này. Nó không già quá cũng không non quá. Mỗi con một ngày bằng này anh em nhá. Mỗi con một ngày độ khoảng 15 phân à. Ừ, tầm này. Rồi cứ cho ăn thoải mái đi, nhà nhiều cho tre tính nhiều, gì. Rồi, chào ông chủ rúi nhá, bắt tay gãy. Rồi nhá. Rồi anh em đi về, anh về đây em ơi. Lại hẹn gặp lần sau nhá, anh về nuôi tốt anh lại vào anh bắt tiếp. Rồi.